Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Thành Vinh, đến từ kênh Tôi Người Vùng Cao. Hiện tại thì mình đang có mặt ở chợ Phiên Bắc Hà các bạn ạ. Ở khu này là khu ăn uống thắng cố, rồi là ăn phở các thứ này các bạn này. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn về một cái chợ nằm trong khuôn viên của chợ Bắc Hà luôn các bạn nhé. Và cụ thể ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan chợ chim ở Bắc Hà các bạn nhé. Phía trước của chúng ta đây chính là một cái chợ với rất là nhiều con chim, những cái lồng chim được treo ở rất là nhiều đây này các bạn này. Và ở ngay đối diện với cả chợ ăn uống, chợ thực phẩm này các bạn nhé. Đây, đối diện với những cái quán thắng cố này các bạn này. Và đây chính là cái chợ chim của chúng ta này. Ở đây chỉ là một phần của chợ chim thôi các bạn nhé. Còn ở phía bên đằng này có một cái chợ chim nữa, lớn hơn nữa. Và cái chợ chim này thì có bán cả gà trọi, gà tre các thứ các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta tham quan cái chợ chim này các bạn nhé. Chợ chim là một phần của chợ phiên Bắc Hà. Chợ chim đã tồn tại từ khi chợ phiên Bắc Hà được thành lập cho tới nay, góp phần tạo nên sự đa dạng trong các hàng hóa có tại chợ phiên Bắc Hà. Chợ được họp vào sáng chủ nhật hàng tuần. Từ sáng sớm tinh mơ, trên khắp các bản làng, những người nuôi chim, yêu quý chim sẽ xách những chiếc lồng chim tới với phiên chợ. Đây là nơi gặp gỡ, trao đổi, giao lưu giữa những người yêu quý chim cảnh ở vùng cao Bắc Hà. Những chú chim ở đây không chỉ được mang tới chợ để bán và trao đổi, mà chúng còn được chủ nhân đưa đến chợ để gặp gỡ với những chú chim khác và cũng để chủ nhân của những chú chim đó có lý do tới chợ và được gặp gỡ bạn bè hay những người yêu quý chim. Đến với chợ chim Bắc Hà, chúng ta sẽ bắt gặp những chú chim rừng quý hiếm như họa mi, gấu, cu gáy, vân vân. Ngoài ra, nơi đây cũng là nơi trao đổi, buôn bán, giao lưu giữa những người yêu quý những chú gà trọi, gà tre, vân vân. Và các bạn có thể thấy, đây chính là những chú gà tre, gà trọi được đem đến để bán cho những vị khách nào cần đến chúng. Ở đây có hai cái con chim bé này, không biết là chim gì. Đây là con chim gì đấy ạ? Chim mùng mống đấy. Hả? Chim mùng mống đấy. Chim mùng mống á? Chim mùng mống đấy. Ôi, cháu chả biết tên nó là gì. Bao nhiêu tiền một con này ạ? 30 một con này, đến năm khai con này 50 này, rẻ rồi. 30.000 con thôi á? 30.000 thôi, 30.000 đồng hết, thế là còn hai con rồi thôi. Đây này, đây có cái con gì đây này? Đây là con gà anh. Đây là con gà rồi. Hả? Cà cà thôi. Con cà cà á? Cái này thì nát. Bao nhiêu tiền con? 2 triệu con này các bạn nhá. Bên này anh có này. Cho sang đây xem tí đã. Chắc nó không biết sang. Đâu lắm đây cả. Anh cũng vậy. Đây này các bạn này, ở đây có những cái lồng chim được treo ở trên cái thanh xà này này các bạn này. Đây là con chim trào mào này. Đâu nhỉ? Đây thì là mấy anh em này thì bán những cái con gà tre và gà trọi các bạn ạ. Ở phía bên trong này thì có một cái quán nước nữa không? Ngày xưa thì đây cũng là một cái chợ chim, chợ gà. Nhưng mà bây giờ thì chợ chim người ta chuyển bớt sang bên kia rồi.
Ở cái hàng rào này cũng treo rất là nhiều cái lồng chim này các bạn này. Đấy, cái chợ này là cũng rất là thu hút những khách du lịch các bạn nhé. Đây là những vị khách đến từ nước ngoài này. Đấy. Và đi theo những anh bán chim thì có cái dịch vụ gọi là bán những cái lồng chim như thế này các bạn này. Còn đây là những cái con gà chọi đã trưởng thành và những con gà chọi nhỏ hơn các bạn, dành cho những anh em nào muốn nuôi gà từ bé. Đấy, đây là những cái con chim nhỏ nhỏ ở phía bên trong lồng này, mình không nhìn rõ được con chim đâu. Đây là chim gì à, bác? Chim sâu à? Nhìn đẹp hết nhỉ? Con khuyên. Con chim khuyên à? Để xem anh này, anh giơ con chim lên xem có đẹp không. Con này nếu có 100 con được hết lít rượu. Mỗi con được cốc. Ô, buộc, anh buộc vào đuôi nó chân. Cho em xem tí. Chim bành quyên. Chim bành quyên à? Đấy. Anh lên sao anh cũng lấy con mỏ màu đỏ đẹp hơn. Cái loại kia. Mỏ màu đỏ kia. Cái con mỏ màu đỏ kia là chim gì nhỉ? Chim bảy sắc cầu vồng. Nè, con này mấy con được. Cẩn thận nó bay mất nha. Ôi, thì một cái phải nó thì quăng cô đây mà. Nó vừa về mà. Anh thử giơ con chim này cho em xem tí xem có đẹp không. Nó vừa đây mà. Nó bảo một con cái này mua đâu đấy. Rất là đẹp luôn các bạn nhá, có rất là nhiều màu luôn này. Cái túi đây. Bao nhiêu tiền một con đấy? 50.000 con các bạn nhá. Bạn nào muốn mua những con chim cảnh rất là đẹp như thế này thì có thể đến chợ Phiên Bắc Hà nhé, vào ngày chủ nhật hàng tuần. Và đây là khu chợ bán chim. Chân nó bé tí thế, buộc dễ gãy lắm nhỉ. Ok các bạn, chúng ta vừa được tham quan một cái khu vực bán chim ở chợ Phiên Bắc Hà rồi. Đây chỉ là một phần của chợ chim thôi. Khu này thì bán rất là ít chim các bạn ạ. Và có bán cả gà nữa. Và nó ở ngay trước mặt của những cái quán thắng cố tại chợ Phiên Bắc Hà các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan tiếp một cái khu vực bán chim nữa, cũng nằm ở gần chợ chim này thôi. Và chúng ta sẽ đi hết con đường này thì mới đến được cái chợ chim đó các bạn nhé. Rồi bây giờ xin mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ đi tham quan chợ chim thứ hai ở chợ Phiên Bắc Hà các bạn nhé. Và đây chính là con đường để đi đến cái chợ chim đó này, cũng nằm cách cái chợ chim kia khoảng 100m thôi các bạn. Đấy, chúng ta sẽ phải đi qua một cái khu chợ gọi là chợ ngựa Bắc Hà các bạn ạ. Ở đoạn này thì các chú các bác bán rất là nhiều con ngựa các bạn. Còn đây là xe của bà con người ta đi chợ này. Đấy, bây giờ chúng ta đang trên đường đến chợ chim các bạn nhé. Đây, ở đây chính là cái khu chợ ngựa Bắc Hà này các bạn này, với những con ngựa rất là to khỏe này, và có cả những con ngựa nhỏ hơn nữa. Đấy, đây là những anh mà đi bán ngựa và đi mua ngựa này các bạn này. Ngày xưa thì chợ ngựa rất là đông, nhưng mà thời gian gần đây thì đã hạn chế rất là nhiều các bạn.
Chợ ngựa cũng là một phần đặc sắc của chợ phiên Bắc Hà. Chợ cũng được họp vào sáng Chủ nhật hàng tuần, kéo dài cho tới đầu giờ chiều. Cách đây khoảng 10 năm trở về trước, chợ ngựa thực sự phát triển vì khi đó người dân địa phương vẫn chủ yếu sử dụng những chú ngựa để làm phương tiện đi lại và phương tiện vận chuyển. Nông sản trồng được trên các bản làng xa xôi. Ngày nay, do đường xá được nâng cấp, đời sống nhân dân được nâng cao, xe máy, ô tô dần dần thay thế những chú ngựa, nên chợ ngựa gói gọn chỉ một đoạn đường ngắn cạnh chợ phiên Bắc Hà mà thôi. Thì cái chợ ngựa này thì nó chỉ có bấy nhiêu con ngựa thôi, nó cũng không có gì đặc biệt cả, nên là chúng ta sẽ đi thẳng về phía chợ chim ở phía cuối con đường này các bạn nhé. Này chắc là mang ngựa đi bán à? Các bạn ơi, bây giờ mình đã chuẩn bị đến cái chợ chim Bắc Hà rồi này. Chợ chim ở phía bên trong hàng rào này này. Ngày xưa thì chợ chim tập trung ở cái chỗ vừa nãy mình quay thôi, nhưng mà bây giờ người ta chuyển hết về đây rồi. Chuyển gần hết thôi chứ chưa chuyển hết các bạn nhé. Ở đây có những cái cây cho nên là treo chim rất là nhiều các bạn ạ. Anh này chắc là cũng đi bán chim hay là đi mua chim về này. Anh là đi bán chim hả anh? Không, anh đi chơi. Sao đi chơi được ạ? Có người sách đi chơi, có người sách đi bán các bạn ạ. Đấy, phía trước của cái chợ chim thì có rất là nhiều xe cộ của những vị khách đi mua chim này, và những người đi bán chim các bạn. Rất là đông người luôn nhá. Ở phía này thì đi ra ngoài này thì cũng đi ra ngoài đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà. Kia là cung thiếu nhi. Đây là có một cái khu vực rất là đông, thì hình như là mọi người đang xem chọi gà ở trong đó các bạn ạ. Còn ở đây là những cái xe đỗ ở phía trước chợ chim này. Những vị khách du lịch thì rất là đông luôn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến sâu vào trong chợ chim Bắc Hà các bạn nhé. Bạn nào muốn mua chim cảnh về nuôi thì có thể đến chợ Bắc Hà nhé. Có rất là nhiều chim cảnh quý hiếm cũng như là những con chim giá rất là phải chăng các bạn ạ. Không đắt như ở thành phố đâu. Đây, trước mắt chúng ta đã thấy những cái lồng chim rất là lớn với rất là nhiều con chim họa mi này. Đây có một cái lồng, có mỗi một lồng là một con chim này các bạn này. Toàn là chim họa mi luôn các bạn nhé. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn này. Đây là chim của một anh đi buôn chim thôi các bạn. Đây là chim của ai hả anh? Không thấy chủ chim ở đâu đâu các bạn. Còn đây là rất là nhiều anh đi bán chim, với mỗi người một cái lồng. Có người thì mang chim đi chơi thôi, còn có người thì mang chim đi đổi sang một con chim khác để mang về nuôi. Đấy. Còn có người thì đến mua chim các bạn. Đấy. Rất là đông người như vậy thì tạo nên một cái khung cảnh rất là nhộn nhịp như thế này. Còn đây là những cái dịch vụ mà đi theo cái chợ chim này, bán lồng chim các bạn. Đấy, cái anh chàng này là đi bán lồng chim để cho người ta mua chim về nuôi đấy các bạn. Có cả cám chim luôn này. Ai mua được chim mà không có lồng thì có thể mua lồng luôn ở đây. Đây có rất là nhiều anh em đi bán chim này, mỗi người một cái lồng luôn. Đây là những cái cây mà được treo rất là nhiều cái lồng chim này, mỗi một con chim này hót một kiểu các bạn ạ. Đấy. Với những cái tiếng âm thanh phát ra từ những con chim rất là vui tai các bạn. Đúng rồi.
đó chính là một con chim họa mi hót rất là hay nữa các bạn này. Em mấy bác này là cũng khá là lớn tuổi rồi vẫn còn đi chơi chim này các bạn này. Anh là xách chim đi chơi hay là đi bán này? Anh xách chim đi chơi hay là đi bán? Xách đi chơi à? Đây toàn những người đi chơi chim thôi các bạn ạ. Có người người ta xách đi chơi thôi. Đây cũng là những cái lồng chim với những con chim họa mi hót rất là hay các bạn. Đó. Con ngoài cùng này này đang hót lầm mầm này. Đây này các bạn này, đây là một cái cây này cũng treo rất là nhiều cái lồng chim này. Đây cũng là một cái cây treo rất là nhiều lồng chim luôn. Đấy, rất là nhiều cây ở cái khu vực này, nó rất là mát. Và chim ở đây chủ yếu là chim họa mi thôi các bạn. Cái chỗ mà vừa nãy chúng ta đi thì toàn là chim mà gọi là nhiều loại chim các bạn. Còn đây thì chủ yếu là chim họa mi thôi. Toàn là chim cảnh đẹp thì ra hết chợ này các bạn. Còn những cái chim bình thường thì người ta sẽ ở cái chợ vừa nãy. Đấy, khu này thì chim có vẻ là hot ít hơn cái khu vừa nãy các bạn ạ. Cái chợ này thì ở ngay bên trên bờ hồ ở Bắc Hà luôn các bạn nhé. Và đến với chợ chim này nếu mà các bạn khát nước thì có thể uống nước ở cái quán nước này luôn này. Và chủ yếu những người đi chơi chim ở đây thì toàn là đồng bào người dân tộc ở trên này thôi các bạn. Người dân tộc Nùng, dân tộc Tày rồi, dân tộc Mông. Và chiếm đa số vẫn là người dân tộc Mông các bạn ạ. Đây là những vị khách du lịch cũng đi tham quan chợ chim này. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử đi hỏi giá một con chim xem như thế nào các bạn nha. Anh cho em hỏi là chim ở đây của anh là khoảng bao nhiêu tiền một con này? 500 đến 800. 500 đến 800. Cái này anh nuôi nó tự đẻ ra hay là anh nhập ở đâu đến mà nhiều chim thế hả anh? Nhập à? Cái này chắc là người ta cũng phải nhân giống chứ đúng không? Còn đây là những cái cám dành cho chim, rất là nhiều cái mẫu mã nhìn rất là hấp dẫn các bạn ạ. Anh này thì cũng bán rất là nhiều con chim mà giá chỉ rơi vào khoảng độ 500 đến 800 thôi các bạn. Đây cũng là một cái lồng chim của một cái chủ khác này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử sang này để tìm hiểu xem các bạn nhé. Mở lồng ra nó tự động chạy vào. Đây các bạn có thể thấy là cái lồng của cái anh này thì lại có cả chim họa mi và có cả con khiếu hay sao ấy các bạn. Đó. Những người như thế này thì là những người đi buôn chim. Còn những người mà cầm mỗi người một cái lồng như thế này thì là chủ yếu là đi giao lưu chim thôi các bạn. Đi xem chim của ai đẹp hơn ấy. Và nếu như mà ông này mà thích chim của ông kia thì họ sẽ trao đổi cho nhau luôn các bạn.
Đây như hai người này là đang trao đổi chim này các bạn này. Xem chim của ai đẹp hơn thì đổi. Chim của ông này rẻ hơn thì sẽ cắt thêm tiền các bạn nhé. Đấy, hiện tại là đang rất là đông người các bạn. Nhiều người đang đổ ra chợ chim ầm ầm này. Cái thời điểm này nó rơi vào khoảng độ 9 rưỡi sáng các bạn. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi sang kia để xem mấy anh bên kia đang làm cái gì nhé các bạn nhé. Đấy, mỗi người lại xách một cái lồng chim đi. Đấy, ở đây là đang làm cái gì đông đông người này các bạn này. À, chắc là đang đổi chim cho nhau đấy. Cứ nói một câu là không có một câu thế nào. Vừa người ta bắt lòng mình chim vào trong tới luôn. Có gì đâu mà khó đâu. Không muốn bán thì gọi 3 triệu đi. Tức là mang chim đi giao lưu thôi đúng không? Mình đòi 3 triệu nữa cơ. 3 triệu thì ra học không mua. Đúng rồi, giá đấy thì coi. Biết đâu người ta lại mua thật. Mua thật thì bán thật á. Mua thật bán thật. Bán thật. Mà cái giá đấy thì cũng bán được. Ngày dụng 2-3 sợi rồi. Đang bùa thay lông rồi. Đuôi nó dụng chưa? Đang dụng đấy. Lông đuôi cũng dụng mà lông cánh cũng dụng. Thay xong lông này đẹp đấy nhở? Ui, con này thì kịch cả ấy, nó không ngại, nó có biết sợ được. Nếu nó thay lông thì nó thái độ nó còn ấy chứ còn cần treo cần chip ác nó chả làm gì được nó đâu. Ăn trọi đúng không? Cầm này nó không dám đâu chim. Thì tôi nó chỉ sẵn nó cho chó. Con này chắc con cái rồi. Máy không phải máy đâu. Con đực luôn. Chỉ này tôi cho chó rồi. Cái đầu của nó toàn con nào cũng bị chảy máu thế kia nhỉ? Nó chưa thon. Tôi chỉ tặng lại là muốn chạy ra. Thì tưởng là không có gì thì nước cái gì thì nó tiền đó đấy. Có rất là nhiều anh em mà mang chim ra treo để cùng ngắm xem là chim của ai đẹp hơn đấy các bạn này đó. Ok các bạn, mình đã giới thiệu với tất cả các bạn về cái chợ chim ở Bắc Hà, Lào Cai rồi các bạn. Bây giờ thì có lẽ là mình xin phép được khép lại video của mình tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và xin được hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Tôi Người Vùng Cao của mình nhé. Bye bye.